Tốt phim hoa ngữ có kinh phí thấp nhưng chất lượng cao, cầm ý chi hạ sơn hàn lệnh mãi định. Cầm ý chi hạ sơn hàn lệnh khiến ta nhận ra một điều, không phải cứ phim được đầu tư kinh phí thấp thì nội dung sẽ kém. Có những bộ phim chung dù được đầu tư kinh phí khủng, dàn diễn viên thuộc hạng A nhưng vẫn phân như thường. Ngược lại có những phim dù kinh phí ít ỏi, kỹ xảo ba xu vẫn nổi đỉnh nổi đám được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Cầm ý chi hạ Cầm ý chi hạ vào thời gian đầu phát sóng được đánh giá không mấy khả quan nhưng đường dài mới biết ngựa hay càng xem thì khán giả lại càng lọt hổ càng sâu với những tình tiết hấp dẫn những cuộc điều tra ly kỳ và đặc biệt là tuyến tình cảm thú vị của lục đại nhân lục dịch nhậm gia lơn và viên kim hạ đàm tùng vận nói đến cầm y si hạ thì không thể nói đến độ nghèo của phim ngoài trang phục tinh xảo của dàn phát chính thì hiệu ứng của phim mang lại cảm giác khá lạ kỳ với kỹ xảo ba xu cắt ghép lộ liễu chính đàm tùng vận khi được phỏng vấn còn nói đùa rằng vì đoàn làm phim đã đầu tư hết tiền cho trang phục của lục đại nhân rồi nên chúng tôi mới nghèo như vậy Kinh phí sản xuất ban đầu của Cẩm Y Chi Hạ theo báo cáo 160 triệu nhân dân tệ. Sau khi phim quay xong, còn không có cả tiệc đóng máy. May mắn thay, phim phát sóng rất thành công, mặc dù quá nghèo để có thể đầu tư kỹ xảo tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đã bù lại tất cả. Sơn Hà Lệnh Hạc mã đầu năm nay của màn ảnh nhỏ hoa ngữ Sơn Hà Lệnh là bộ web drama cấp A của Joku, có kinh phí thấp hơn rất nhiều so với các bộ cấp S, với vốn đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ngoài vốn đầu tư ban đầu, Sơn Hà Lệnh được cấp thêm 50 triệu nhân dân tệ là một bộ phim kinh phí thấp đúng nghĩa. Do các xe thấp, thậm chí các diễn viên còn xin rút nuôi với số lượng lớn. Khi lên phim, đạo diễn chỉ có thể dựa vào mưa thật để quay những cảnh mưa. Cũng chính vì kinh phí không đủ nên từ 45 tập phim đã bị cắt xuống còn 36 tập và không có thông báo gì trước khi phát sóng. Cho thấy Joku không hề coi trọng Sơn hả Lệnh. Mặc dù con đường gặp gành, nhưng may mắn thay phim đã có một kết thúc tốt đẹp và giành được tiếng vang tốt. Thu về điểm đa ban cao đến đáng ghen tị với 8.6 điểm được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát sóng ở nước ngoài, giúp cho cô kiếm bộn tiền. Mức độ phổ biến của Sơn Hà Lệnh nơi công tuấn trở thành một trong những đỉnh nêu hàng đầu của Trung Quốc. Tư Đằng Tư Đằng do cảnh Điềm và Trương Vân Vân đóng chính ban đầu được đánh giá là một bộ phim giả tưởng kinh phí thấp, kém chất lượng. Sau khi phát sóng, phim đã có một cuộc phản công ngoạn mục. Trong phim, nhân vật nữ chính của cảnh Điềm thay ít nhất 40 bộ quần áo từ sườn sám đến hàng phục, áo choàng tuy không có vẻ đắt đỏ nhưng thực chất tư đằng chỉ là web drama cấp a với tổng chi phí đầu tư vỏn vẹn 90 triệu thiếu tiền thiếu nhân lực để nỗi đạo diễn còn phải đi đóng phim cho đủ vai ngựa tứ tiểu ngộ tác bộ web drama ăn khách của trung quốc trong thời gian gần đây ngựa tứ tiểu ngộ tác với thời lượng 36 tập có chuyện mang tính logic cao tình tiết an sen trình độ suy luận vụ án rõ ràng liền mạch tuy nhiên bộ phim này cũng gặp phải những khó khăn khác nhau khi quay phim kinh phí cho phim chỉ vỏn vẹn 60 triệu nhân tệ nên đạo diễn đã phải tiết giảm ngân sách nhưng không để chất lượng phim giảm sút. Mặc dù kinh phí thấp, diễn viên không có tên tuổi, thù lao của Jean Khát ngụ thứ tiểu ngộ tác thấp hơn rất nhiều so với các diễn viên tuyến 1, nhưng thành tích đạt được lại không kém cạnh gì. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!